Không đem pháp cứu cánh diễn ra phương tiện. Cái này đại chúng để ý là nếu mà không khéo là các vị đi chùa thường thường là các vị nghe pháp môn phương tiện không, chứ cái pháp mà giáo lý liễu nghĩa thượng thừa gọi là pháp cứu cánh đó, mà cứu cánh để đi trên con đường giải thoát giác ngộ đó thì ít có khi được nghe đó. Là tại vì các thầy thấy rằng là Phật tử đa số là không có thời giờ để mà nghiên cứu đi sâu vào kinh điển đại thừa, do vậy mà không có vị nào mà mới gặp một lần vài ba lần mà nói cái giáo lý đại thừa liễu nghĩa cho các Phật tử nghe cả. Thành ra phải diễn nói, phải vận dụng bằng cái giáo lý bất liễu nghĩa, tức là giáo lý phương tiện. Đó là cái thiệt thòi của người Phật tử. Một cái hoàn cảnh bắt buộc các thầy, các thượng tọa, hòa thượng cũng phải làm như vậy. Nhưng mà với cái thấy của người chứng đạo thì nếu mà làm như vậy mãi á, phương tiện mà ở mãi phương tiện, không có cái cơ hội để tu học mà tiến lên cái giáo lý liễu nghĩa thượng thừa để mà đạt tới cái cứu cánh của giải thoát giác ngộ, thì nó lỗ lã cho cái người học Phật, lỗ lã cho người đệ tử. Trong đó cái thiệt hại lớn là của người xuất gia mà cứ nghe và học và tu theo phương tiện thì coi như dẫm chân một chỗ, nó mất lợi rất là lớn lao. Cho nên là theo cái thấy của người chứng đạo mà là cái giáo lý mà cứu kính, giáo lý thuộc về chân đế không được hạ thấp xuống để nó trở thành giáo lý tục đế, giáo lý bất liệu nghĩa không nên diễn đạt ra thành giáo lý liệu nghĩa thường thừa, không được đem diễn đạt vận dụng phương tiện để nó thành cái giáo lý bất liệu nghĩa, trở thành giáo lý phương tiện. Mà có thể nói rằng là ở đây nè, cái giảng đường đây là cái số mà Phật tử mà được tiếp tục mà nghe lâu năm đó, là có thể nói rằng từ cái thấp, cái bất liệu nghĩa mà đi lần 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 lên giáo lý liệu nghĩa, thì các vị mới có cái cơ hội để mà học cái giáo lý liệu nghĩa, giáo lý cứu kính. Bằng không là đi chùa mà cúng mà lại lâu lâu đi chùa này chùa kia đó, mà toàn là nghe giáo lý phương tiện cả. Nhân đây tôi xin nhắc cái vài câu để tôi quên. Cách đây hai bữa cái trường đại học y dược, cái bộ môn giải phẫu trường đại học y dược thành phố, ta có gửi thơ cho những cái người nào mà có gửi cái đơn và được ta cấp cái thẻ hiến xác đó mà. Thì trong đó ta thăm dò ý kiến, ta nêu ra đâu cả hơn 10 câu hỏi gì đó, để mình cái ý mình như thế nào thì mình đánh chéo theo cái kiểu cứ thi là ABC quẹt, ABC gạch đó. Thế thì mình mặc đồng ý cái nào thì mình gạch trong cái ô đó, gạch chéo trong ô đó. Thế là có mười mấy câu hỏi. Thì tôi xin nhắc là các Phật tử ở đây hôm rày là xin đơn cũng nhiều, thì chắc là các vị cũng có nhiều người được cái thẻ đó rồi. Thì tôi xin gợi ý các vị là riêng ý tôi mà, nó có câu hỏi là mỗi năm vậy đó là nên tổ chức cái ngày giỗ công cộng cho các cái vong linh như trước đây 2-3 năm nay trường đã làm không? Mà nếu làm như vậy thì cái số lượng người giờ trên 2.000 người rồi, thì nó đông quá, sợ làm không châu đáo và có cái gì đó bất tiện và nó xảy ra những cái gì ý này ý nọ, có người vui có người không vui, vậy thì nên làm cái lễ đó không? Người ta đưa ra ba ý: một là nên làm hay không nên làm; hai là nên làm với nội cái ban giáo sư và sinh viên y khoa làm nội bộ, mà không nên làm toàn bộ của những người có đơn hiến xác. Ý thứ ba là hoặc là nên làm mà chỉ nên làm với những thầy và trò ở trong trường y khoa và với những người mà có hiến xác, cái xác còn đang nằm, đang để ở trong cái trường.
Thế thì nên làm như vậy. Vậy thì các vị ưng cái ý này. Thế thì riêng tôi thì là tôi gạch cái ô mà không nên làm. Không nên làm cái lễ mà cúng mỗi năm. Nhưng mà còn nếu mà nên làm thì là nên làm thầy trò tự làm nha. Đại để là như thế. Hoặc là nên làm có những người mà có cái xác còn nằm đó. Còn nếu như bà con chúng ta mà chưa có gửi xác vào đó thì không nên mời. Thì tôi xin nói cái ý của tôi vậy. Tại sao không nên mời? Là vì nên mời tùm lum vậy. Năm ngoái tôi nghe có một cái vị đó, tôi không bằng lòng làm cho tôi thấy rằng cái buổi mà tôi ngồi đó, cái lưng của tôi rất là phí. Tôi đến đó mà làm vậy là cái lưng tôi rất phí phạm. Hiến xác mà đòi nhà trường á, trường đại học y dược á, phải tổ chức cái nghi thức tôn giáo cho. Cúng tế đâu đàng hoàng rồi mới đi lấy xác. Trời ơi, đòi hỏi cái kiểu như vậy mà cũng hiến xác. Ai mà ở đó mà làm cho rồi cái xác của mình nó mục nó rã rồi nó lấy đem về làm cái gì? Là một cái điều vô lý mà người ta vẫn nói được. Cái thứ hai nữa là cũng cái bà đó yêu cầu rằng bây giờ mà cấp cho bà hàng tháng tiền để bà giúp cho một cái người sinh viên nào đó đang học hành mà đang nghèo thiếu. Thế thì nhà trường tiền ở đâu, cái quỹ nào mà bỏ ra đi mua cái xác của bà mà chờ mấy chục năm sao mới được lấy? Trời ơi! Cho nên tôi nghe tôi nói tôi thấy thì cái lưng của tôi ngồi nó phí phạm vô cùng vô tận. Vì vậy cho nên là nếu mà Phật tử có được cái thơ đó mà, một là không nên làm, hai là có làm thì những người mà còn cái xác đó có thể mời thân nhân của những người đó thôi. Và thầy trò, bác sĩ, sinh viên y khoa ta nội bộ ta làm và mời những cái người thân nhân còn cái xác ở trong đó là có thể chấp nhận được. Còn riêng về phần tôi là không nên làm, không nên tổ chức, dù còn xác đó đi nữa cũng không cần làm. Do vậy cho nên là cái xác sau khi ông bà mà chết rồi nên đem về nhà, lấy cái tro đem về nhà, hay là đem về chùa, hay là đem về nhà thờ, hay là đem về thánh thất cao đài, hay là đem về chỗ nào, tôi đề mấy chỗ đó cái bằng bỏ luôn, không cần lấy tro đem về đâu hết, bỏ luôn. Mà cái chữ bỏ luôn của tôi đó là nếu mà nó cái người mà có học đạo nó thấy là rất là chân lý. Con người nó gồm có hai phần thân và tâm cộng lại mới thành một con người. Mà thân thì đem đốt ra cho người ta học rồi đem đốt ra thành tro. Nếu lấy cái tro đó đem về mà gọi là thờ ông bà cha mẹ gì thì bằng cái tro đó, vậy là đúng rồi sao? Có đem ông bà cha mẹ mình về được chưa? Có gì đâu. Còn cái vong hồn gọi là cái tâm đó, các vị lấy cái gì mà đựng? Lấy cái hũ cái lọ gì mà đựng được cái đó, làm sao mà bắt được cái tinh thần của ông bà mình? Thế thì là tinh thần đã không có đem về được thì cái tro vật chất này cũng không có nghĩa lý gì. Do vậy cho nên là khi thiêu rồi á, có thể bỏ luôn. Còn như con cái ở nhà thì muốn dùng cái chữ gì đó, cái bia đồng, cái viên ngọc nào đó mà để trong cái gia phả, trong cái bàn thờ thì cái chuyện đó là chuyện của người ta. Nhưng mà sự thật cũng không cần làm như vậy. Đó là cái chỗ mà học cái chứng đạo ca của cái thấy của người chứng đạo ấy mà. Tôi thì quan điểm như vậy cho nên là tôi xin lưu ý các Phật tử, nếu mà các vị đồng ý là xác khi xài rồi thiêu bỏ luôn mà không có vụ lấy. Và cái ngày lễ mà cúng tế mỗi năm của trường đó, của thầy trò bác sĩ nhau đó, tự làm mà không cần mời mình. Và đã cho thì không đòi một điều kiện gì hết. Không đòi tiền. Vì trường người ta không có tiền đâu ta mua cái xác mà mấy mươi năm nữa mới được lấy. Và cũng không đòi nghĩa là phải làm lễ nghi thức theo tôn giáo gì hết. Nếu làm lễ gì là để cho con cháu mình nó làm, nhớ mắc chứng gì phải bài đặt cho rồi bắt người ta làm. Mình thấy nó là cái thứ đồ bỏ không cần thiết nữa. Nó là cái pháp duyên sanh như quyển cho nên mình bỏ. Mà nếu bỏ trong lò thiêu cũng mắc tốn hàng, tốn rơm, tốn tiền lò. Nếu bỏ bằng cái chôn thì cũng tốn kim tỉnh, tốn hội quyệt mã. Thế thì là mình đem mình bỏ trong cái trường đại học y dược để nó có cái lợi cho sinh viên và nó lợi cho nền y học tương lai. Thế thì cái bỏ của mình đó đáng lẽ là mình phải được cảm ơn nhà trường nữa chứ. Mà có nó có lợi ích cho dân tộc như vậy, cho y học như vậy, cho khoa học như vậy thì chuyện gì mà phải đòi điều kiện chứ. Cho nên nó rất là rõ ràng. Có lẽ là các vị có được thôi rồi hết á. Thì tôi gợi ý vậy. Có một ông ở Nha Trang, ông còn
đề nghị là chính phủ giúp cho một cái pháp lý là cái người mà cho xác không ai được ngăn cản bất cứ lý do gì. Người nhận xác khi mà có cái quyền cấp cái thẻ, cấp cái thẻ ra mà nhận xác được cho đó, thì không ai có quyền ngăn cản. Nhưng mà việc đó thì cái cơ quan pháp luật của nhà nước không biết là có cơ quan nào ta làm cái việc đó ta ủng hộ cho hay chưa, mình chưa biết. Nhưng mà nếu làm được như vậy là rất tốt. Hỏi lý do gì mình cho, tôi nói là lý do là thấy là cái xác chết là một cái trở thành cái vật đồ bỏ, mà bỏ chôn hay bỏ thiêu đều là phải tốn tiền, tốn công cực khổ những người còn sống. Cho nên là cho trường đại học y dược tức là bỏ, mà bỏ như vậy có lợi cho thầy trò của những người học y học, cho khoa học, mà có lợi cho những người bệnh nhân của dân tộc ta. Sau này bác sĩ thầy trò ta nghiên cứu được ra làm cho cái y học nó phát triển lên thì dân tộc được nhờ, nhân loại được nhờ. Cho cũng hiến tức là bỏ vậy, cho nên không đòi hỏi điều kiện gì hết. Nãy cũng có vài vị sinh đó, thì cũng nên để ý là hãy cho là kể như bỏ, đừng có tiếc nuối cái gì cả. Còn bằng chưa làm được như vậy thì khoan cho đã. Bây giờ cái bài này nó có tương quan tới vấn đề là cho xác, là cho nên là tôi nói vậy chứ không phải là tôi nói ngoài lề đâu nha, nó có tương quan đó. Thank you.